Xin chào bà con đã quay lại với kênh Kỹ thuật cây trồng nông nghiệp xanh. Bây giờ là những ngày đầu năm mới của năm Giáp Thìn 2024. Đa số vườn bưởi da xanh đã trải qua một vụ mùa chính là lứa bưởi Tết Nguyên Đán. Có một số vườn thì làm theo hướng là bưởi nghịch, sẽ thu vào khoảng tháng 3 đến tháng 5 âm lịch và bưởi chuyền. Khi mà bà con đã cắt trái bưởi xong thì sau một vụ mùa nuôi trái kéo dài thì cây bưởi của nhà mình nó sẽ gặp rất nhiều vấn đề về bộ rễ này, cây suy kiệt này, vàng lá và nấm bệnh xâm nhập. Vì vậy, chúng ta cần phải xử lý và phục hồi lại cây. Như vậy chúng ta sẽ làm tiền đề tốt để mà phục vụ cho một vụ mùa làm bông tiếp theo. Nông nghiệp xanh nhận được rất nhiều những câu hỏi của bà con về vấn đề này. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với bà con một video về chủ đề là phục hồi vườn bưởi da xanh sau thu hoạch như thế nào là hợp lý và tiết kiệm chi phí đầu tư của bà con nông dân. Trên màn hình bà con mình đang xem là mình đang cho vườn bưởi này thực hiện bước 2 trong quy trình phục hồi của công ty nông nghiệp xanh. Bước 1 thì mình đã cho xử lý nấm, tuyến trùng rễ, nâng pH đất và mình đã cho tưới bổ ba kích rễ rồi. Ở bước thứ 2 này thì mình đang ứng dụng các dòng sản phẩm hữu cơ, sinh học cao cấp được nhập khẩu của phía công ty nông nghiệp xanh. Ví dụ như là dòng Mixgel USA này, dòng linh hữu cơ này, dòng Camac này, thì ở những dòng này thì bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây, ví dụ như là đa lượng này, trung vi lượng này, những cái thành phần về axit amin này, axit fulvic này, những cái loài rong biển này, tảo biển này. Những thành phần ở cái dạng hữu cơ thì sẽ giúp cây mình nó sẽ dễ hấp thu hơn, không gây thất thoát ra khỏi môi trường bên ngoài, và nó sẽ giúp tiết kiệm chi phí đầu tư của bà con, và đặc biệt có thể thay thế hoàn toàn được các dòng phân bón hóa học, phân bón NPK, phải giúp cây mình nó phục hồi được một cách là tối ưu hơn. Thì mời bà con ra thăm vườn cùng mình để xem tình trạng phục hồi cây sau khi đã ứng dụng các dòng sản phẩm của nông nghiệp xanh. Hiện tại anh em kỹ thuật của nông nghiệp xanh đang có dịp có mặt tại khu vực của Đầm Ri thuộc Lâm Đồng, thì quay lại một cái vườn bưởi da xanh đang trong quy trình phục hồi. Thì vườn này hồi xưa thì anh bỏ bê trong một thời gian dài, và đợt này thì anh làm lại vườn, thì áp dụng cái quy trình chăm sóc của phía công ty nông nghiệp xanh. Hồi xưa thì cây nó rất là suy nha bà con. Thì sau khi một cái quy trình phục hồi lấy cơi, và bây giờ thì cơ bản là cây nào càng suy á, thì khi bà con mình phục hồi được á, thì nó ra hoa rất là nhiều. Đây, cây này suy hơn thì nó ra hoa nhiều hơn này. Còn cây này á, thì nó có vẻ là sung hơn, thì bà con thấy là cái nó vẫn có hoa nhưng mà lượng hoa nó ít hơn, và nó sẽ có những cái cành nó đi lá, những cành đi lá vẫn có những cành đi hoa. Thì vườn này á, thì hồi xưa anh trồng trên nền là gốc ghép, trồng gốc ghép ha. Thì cái tầng nhện ở dưới này này, bà con mình để ý là cái tầng nhện ở dưới này này thì nó hầu như nó không có, và bây giờ lấy trái á, thì mình sẽ lấy ở cái tầng trên thôi, còn cái tầng dưới là hầu như là không có cây cành nhện. Và sau này mình sẽ kích lại những cái chồi trong thân, mình tạo thêm cành nhện. Đây là những cái vườn nào mà sai lầm ở những cái bước kiến thiết cơ bản ban đầu thì bà con mình nên sửa sai giúp mình nha. Mình không nên cắt những cái cành ở cái tầng này. Bà con mình nhìn thấy không? Trong những video của mình quay trên kênh rất nhiều video rồi, thì mình sẽ có những video là mình sẽ lấy trái ở cái tầng này này. Nhưng bây giờ là cành nền ở tầng này là không có rồi, thì mình sẽ không có lấy được. Tại vì cành lấy trái là mình gọi là cành nền, là cành bán trái, là nó ra ở những cái cành mà cái cành nhỏ bà con. Những cành nhỏ như vậy thôi này, chứ nó không ra ở những cành lớn này. Chứ bây giờ bà con mình cắt như vậy rồi thì mình sẽ không lấy trái ở cái tầng này được. Đó, thì bà con mình nên lưu ý, mình những cái vườn nào mà đang kiến thiết chăm sóc cơ bản ban đầu thì đừng có cắt đi những cái cành trong thân này ha, đừng cắt đi ha. Nếu vườn nào rợp quá mình cắt đi thôi, còn những cái vườn nào mà không có hoặc là có thì mình nên giữ ở những cành này để sau này mình có thể lấy trái. Những cái vườn nào mà theo quy trình của nông nghiệp xanh á, mà mình đang cho lấy trái sớm á, thì mình sẽ cho lấy cái tầng này trước nha bà con. Tại vì ở cái tầng này á, là cái cành gì nó đủ già,
Ví dụ như cái video mình làm một cây bưởi là 2 năm 3 tháng thì mình sẽ cho lấy tầng dưới trước. Tại vì cành nhện nó, một cành nhện mà nó bà con mình để làm bông ok thì nó rơi vào tầm 8 tháng đến 1 năm. Tùy cái cách bà con mình chăm sóc thì trong quá trình bà con mình làm á, thì nên giữ lại cành nhện nha, không cắt đi. Thì mình mất đi một cái tầng nhện rồi. Thì sau này là quá trình làm bông nó rất là khó và mình chỉ lấy ở những cái đầu cành thôi. Thì khi mà vào quy trình chăm sóc á, thì cái vườn này là một cái vườn đang cho phục hồi. Thì bước đầu tiên bà con mình quan tâm là về nấm. Thì những vườn nào mà có tiền sử nấm thì bà con mình nên xử lý nấm trước. Rồi sau đó mình mới quan tâm đến vấn đề là kích thích cái rễ tơ, rễ cám, cái bộ rễ cho cây. Thì bà con mình nên kích rễ nha. Những cái vườn nào mà cảm thấy bón phân nhiều mà tại sao mà cây mình nó càng ngày nó càng suy, nó không ăn được, thì cái bà con mình xem lại cái bộ rễ mình. Cái bộ rễ mình nó yếu, mặc dù bà con mình bón phân rất là nhiều nhưng mà cái hàm lượng cây mình hấp thu dinh dưỡng rất là kém và nó không được bao nhiêu. Thì bà con mình phải cố gắng xài thêm những dòng kích thích ra rễ phục hồi để cho nó mới ăn được cái hàm lượng dinh dưỡng mà bà con mình bón xuống đất được. Chứ là vô phân một cách vô tội vạ mà thấy cây mình nó không phát, cứ vào phân hoài như vậy á, thứ nhất là nó tốn kém chi phí cho bà con, thứ hai là cái cây mình nó sẽ dễ bị tình trạng là ngộ độc phân. Thì cũng phải lưu ý cho mình những cái vấn đề như vậy ha. Thì khi mà đã vào kích rễ rồi á, thì lúc đó cây mình nó sẽ cần những cái hàm lượng dinh dưỡng ở cái thành phần đa lượng. Là cây mình, cái giai đoạn phục hồi á, thì cây mình nó nghiêng về cái đạm hơn. Thì có thể xài những cái dòng nào mà cái ưu thế đạm nó sẽ cao hơn. Ví dụ là bên Nông Nghiệp Xanh là có những cái dòng về hóa học á, thì mình có 22-18 nè, 30-10-10 nè, hoặc là 20-20-15. Còn ở bữa nay á, thì nông dân rất chuộng và ưu thế là xài những cái dòng hữu cơ sinh học. Và bên Nông Nghiệp Xanh là một dòng là bà con mình rất rất được nhiều bà con mình quan tâm và dùng rất nhiều. Mình nhận được rất nhiều đơn đặt hàng từ cái dòng này. Đó chính là dòng Mixed Gel USA. Một cái dòng mà hầu như là không xa lạ với bà con mình trồng cây ăn trái, cây bưởi, cây sầu riêng, cây rau màu luôn. Tại vì cái dòng này là mình đi rất là nhiều hàng. Nó mang cái tính hiệu quả cao, cung cấp nhiều cái hàm lượng dinh dưỡng cho cây, ở những cái hàm lượng là đa lượng cũng có, trung và vi lượng cũng có, những cái thành phần về axit amin, axit fulvic, những cái tảo biển nè, những cái thành phần đó thì giúp cây mình nó sẽ phát triển và nó sinh cây tốt lá, và ở thời kỳ hoa thì nó sẽ dưỡng hoa được tươi, được mập hoa. Nó rất tốt và xài được nhiều cái thời kỳ của cây trồng. Ví dụ như làm cơi nè, phục hồi cây nè, dưỡng hoa mình vẫn xài được nha bà con. Dưỡng hoa, những cái vườn nào mà cảm thấy là dưỡng hoa là mình xài được, nó tùy vườn. Những cái vườn nào mà đọt vừa lúa thì mình có thể xài được, còn đọt già là mình không xài được. Tại vì sao ạ? Khi bà con mình cái đọt già, bà con mình tưới mít gheo á, thì nó sẽ đẩy cái đọt ra và nó sẽ ưu thế ngọn và nó dễ tình trạng rụng hoa. Thì những cái vườn nào ở thời kỳ hoa á, muốn xài được là cũng tùy vườn nha. Thì bà con mình có thể cập nhật cái tình hình trạng cây và sau đó mình sẽ hướng dẫn cho bà con mình cách xài cho nó phù hợp hơn. Thì mình nói rồi, tùy vườn, mỗi vườn nó sẽ có một cái quy trình nó khác nhau, tùy chất đất, thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng nó khác nhau. Mình không áp dụng một quy trình cho tất cả nhiều vườn, thì bà con mình cũng phải có những cái cập nhật cho mình để mình có hướng điều chỉnh nó phù hợp hơn. Đó, cái biểu hiện của cái cây phục hồi á, là cái cây cơi lá mới ra bà con mình cảm thấy cái độ mở lá và nó xanh lá hơn so với cái cây trước. Thì bà con nhìn thấy không, cơi lá mới này, nó đang kiểu sắp chuyển sang lùa rồi, mình gọi là cái cơi bên trẻ á. Thì cây mình nó đang phục hồi rồi và hướng đến sau này á, là cái đợt khoảng là tầm tháng 3 âm lịch là mình sẽ bắt đầu vào làm bông cho cái lứa bưởi Tết sang năm cho cái vườn này. Đó, thì vườn này là chủ yếu là dùng cái bộ đôi tinh dầu sinh học của bên mình thôi bà con. Là cái tinh dầu extra cộng với cái tinh chất thảo mộc repel. Bộ đôi đó thì ở thời kỳ cây lá thì nó những con bồ trĩ nè, những con sâu vẽ bùa nè, những con nhện nè, những con sâu ăn lá nè. Thì cố gắng mình quản lý cái cây lá để cho nó có cái khả năng quang hợp tốt, để cái cây mình nó chuyển hóa được cái năng lượng đường bột và cái năng lượng dự trữ cây, để sau này mình có thể tiếp tục để mà nuôi trái, làm bông và dưỡng cái lứa bông sau này. Thì cố gắng mình xịt
kèm những cái dòng thuốc sâu sinh học thôi. Bên nông nghiệp xanh mà cho xài những dòng thuốc sâu sinh học thôi để mà trị côn trùng. Thì thời kỳ hoa thì cố gắng là phun cho mình đó trị để con bầu trị ha. Đó, đây hoa ra cũng rất là nhiều luôn mà con. Đó, rồi là những vấn đề về kích ra rễ này, cho ăn dinh dưỡng và phun lá. Phun lá thì tùy thời điểm thôi. Thời kỳ cơ thì nó sẽ có những cái dòng nó chuyên về dưỡng cơ. Thời kỳ hoa thì nó sẽ có những cái dòng nó chuyên về dưỡng hoa. Thì mỗi thời kỳ nó sẽ có những cái dòng riêng biệt để mà phục hồi và phù hợp với từng thời kỳ phát triển sinh sản của cây trồng. Thì nếu bà con mình cần quan tâm tư vấn, có thể liên hệ qua số điện thoại hotline là 0948 661 669. Mình sẽ tư vấn cho bà con. Thân ái cho bà con và hẹn gặp lại bà con trong những video sau của kênh Kỹ thuật cây trồng nông nghiệp xanh.